Theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, trong 6 tháng đầu năm, nhiều điểm nóng về bảo vệ rừng đã gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và nắng nóng, hạn hán gây thiệt hại về rừng. Ước tính năm 2020, cả nước trồng đạt 220.000 ha rừng tập trung, đạt 100% kế hoạch. Để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2020 cũng như giảm tỷ lệ vi phạm, khôi phục tỷ lệ che phủ rừng tại các điểm nóng về khai thác rừng, thì nhiều giải pháp cấp bách đã được các ban ngành thực hiện. Đối với cái bảo vệ rừng thì chúng tôi đã chỉ đạo cho các địa phương là sẽ phát hiện những cái điểm nóng. Thế rồi là tổ chức tuần tra truy quét, và thậm chí là có một số nơi bây giờ là còn ứng dụng công nghệ để trong cái việc bảo vệ rừng. Thế và chúng tôi xác định là cái việc bảo vệ rừng là một cái nội dung quan trọng để đảm bảo được cái tỷ lệ che phủ rừng đạt 42% trong năm 2020. Với những giải pháp đưa ra, ngành lâm nghiệp tin rằng sẽ đạt được chỉ tiêu che phủ rừng 42% mà chính phủ đề ra.